Chúc nhân dân đi tốt dùng bền. TOTA vai ướt siêu đẹp biển VIP. Hôm trước mình đã làm chương trình trên sóng rồi, của kênh của mình rồi. Thì em trai Sơn ở trên Tam Đảo đây các bạn này, em mới đến em mới chốt trong lốt nhạc. Cầm sạp vàng thì sợ vàng rơi, cầm tam bát kiểu thì đời đời em lo đấy các bạn nhé. Chúc hai em kinh doanh hồng phát, vạn dạng bình an nhá. Đấy em Sơn này, anh em nào đi xe kép ở trên mạn Tam Đảo đi Hà Nội thì cứ alo cho em nó. Em này đẹp trai nhiệt tình lắm. Cái dòng này chạy thì kinh doanh thì nó quá ok các bạn nhé. Xe chạy chưa đầy 11 vạn mới mua được của chính chủ. Em mới đến em mới bảo đi xem rất nhiều xe rồi, nhưng mà chưa có một con em nào ưng ý như em này. Giá tiền nó hợp lý anh em nhé. Chúc em vạn dạng bình an. Đấy, còn nhiều xe nữa đấy, anh em quan tâm đến bất cứ mẫu xe nào cứ alo. Em này thì Moling giá rẻ thôi. Đấy, Kia Moling nhập 2009 số AT đấy các bạn này, giá trên dưới 1.7 đấy các bạn nhé. Còn mấy mẫu xe ở đây bạn nào có nhu cầu bán xe thì cũng ưu tiên mình nhá, mình hết xe rồi. Nâu mình cũng mua các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những lần phát sóng tiếp theo. Cảm ơn quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc đã tin tưởng cửa hàng. Xe đẹp thì giá nó phải đẹp các bạn ạ.